tên là Bùi Thị Minh Hồng, thì tôi đang là một chuyên gia thẩm mỹ da liễu. Thì hôm nay tôi đang theo học ở tại trường đào tạo thẩm mỹ quốc tế MGK. Và hôm nay thì tôi xin trình bày cái phần chia sẻ của mình về giải phẫu thẩm mỹ nàng da, giải phẫu sinh lý da. Và da của chúng ta là một hệ thống bao phủ toàn bộ mặt ngoài của cơ thể, bảo vệ các cái cơ quan ở bên trong, ngoài ra thì chống lại cái sự xâm nhập của môi trường ở bên ngoài. Độ dày của da trung bình là 1.5 và vùng mỏng nhất của chúng ta là vùng mắt 0.3 mm. Da của chúng ta thì gồm có 70% là nước, 27% là protein, ngoài ra thì còn lại là muối vô cơ và các carbohydrate. Da của chúng ta chiếm khoảng 16% trọng lượng của cơ thể. Ngoài ra thì da của chúng ta gồm có 3 lớp: biểu bì, trung bì và thượng bì. Quay đây cho mọi người xem chị. Đó, quay cái khúc này ra này đó, giới thiệu là đúng rồi đó. Biểu bì, trung bì và hạ bì. Đúng rồi, rồi quay lại. Hôm nay thì Hồng sẽ chia sẻ cho mọi người về cái biểu bì quan trọng nhất, đó là cái là biểu bì của da. Thì biểu bì của da độ dày trung bình là 0.1 cho đến 1 mm, gồm có 5 loại tế bào, 5 lớp và 5 chức năng. 5 lớp là gồm có lớp đáy, lớp gai, lớp hạt và lớp trong. Lớp đáy, lớp gai, lớp hạt, lớp trong và lớp sừng. Thì lớp đáy phân bào, phân bào lên thành lớp gai. Lớp gai sẽ bẹp nhân thành lớp hạt. Lớp hạt mất nhân còn vỏ sẽ thành lớp trong. Và lớp trong đây nè mọi người. Và lớp trong tiến hóa lên là thành lớp sừng, hay còn gọi là lớp tế bào chết của chúng ta đó. Và đặc biệt lưu ý thì cái lớp trong này chúng ta chỉ thấy được ở cái chi thể, lòng của chi thể, có nghĩa là lòng bàn tay và lòng bàn chân của chúng ta thôi, chứ còn trên da mặt hoặc trên da cơ thể của chúng ta thì sẽ không có. Trong năm cái tế bào đó thì tế bào đáy thì gồm có hai tế bào sống, đó chính là tế bào stem cell, là tế bào gốc. Thì chính cái tế bào gốc này là tế bào mẹ phân bào, có nghĩa là nó sẽ luôn luôn phân bào ra để nó tái tạo lại một cái làn da mới của chúng ta. Thứ hai đó là tế bào melanocyte, đây là tế bào sắc tố, nó làm gần như gọi là cái tế bào để tạo màu cho làn da của chúng ta. Lớp thứ hai đó là lớp hạt, là lớp gai. Lớp gai thì tế bào gai, là trong tế bào gai thì gồm có tế bào Langerhans. Trong lớp gai là gồm có cái tế bào Langerhans. Thì chính cái tế bào Langerhans này chính là tế bào hệ miễn dịch. Trong lớp hạt thì có cái tế bào Merkel, hay còn gọi là tế bào của hệ thần kinh. Và trong cái tế bào sừng thì gọi là tế bào keratinocyte, đây còn gọi là tế bào sừng, có quy trình thay da là khoảng 28 cho đến 30 ngày. Và sau tiếp theo sau đây thì Hồng sẽ chia sẻ cho mọi người về năm chức năng của da. Da thì gồm có 5 chức năng. Thứ nhất là chức năng bảo vệ, thứ hai là chức năng giữ ẩm, thứ ba là chức năng tổ hợp sắc tố, thứ tư là chức năng bài tiết và thứ năm là chức năng tái tạo. Trong cái chức năng bảo vệ thì gồm có 3 chức năng ngầm, đó chính là chức năng vật lý cơ học, chức năng hóa học và chức năng sinh học. Chức năng vật lý cơ học là chức năng vật lý cơ học, chức năng hóa học thì trong cái chức năng hóa học đó là gồm có hydrolipid, hay còn gọi là một cái thành phần để giúp cho da của chúng ta được cân bằng độ ẩm trên làn da. Chức năng sinh học thì nhiệm vụ của chức năng sinh học đó là sống cộng sinh giữa cái hệ sinh thái, hệ sống cộng là hệ gồm có hệ sinh thái lợi khuẩn và hại khuẩn sống cộng sinh với nhau. Và có cái melanocyte, hay còn gọi là làm đều màu da, tạo màu cho da. Tiếp rồi. Tạo màu cho da. Chức năng giữ ẩm thì trong chức năng giữ ẩm gồm có 30% của chúng ta, trên da của chúng ta là nước, và các cái hạt chất HA, yếu tố giữ ẩm tự nhiên nè, HA nè, và các cái yếu tố giữ ẩm tự nhiên là HA, để giúp cho da của chúng ta được cân bằng độ ẩm trên da. Đúng rồi. Chức năng thứ ba đó là tổng hợp sắc tố. Chức năng thứ ba là tổng hợp sắc tố. Đây là cái chức năng mà nhiệm vụ của tế bào, là nhiệm vụ của tế bào làm đều màu, melanocyte, tạo màu cho da. Nhiệm vụ của tế bào melanocyte tạo màu cho làn da. Chức năng bài tiết. Nhiệm vụ của tế bào melanocyte là tạo màu cho làn da.